đồng lúa mênh mông. Này là khu vực ở trên Hồng Thái, cách Phan Thiết khoảng chừng 80 cây. Cách thành phố Phan Thiết khoảng 80 cây. Hàng sáng là ở dưới nhà Hàng Sang, gần nhà Hàng Sang khách sạn, gần nhà Hàng Sang chạy lên đây. Lên đây tới đây khoảng 40 cây. Đường tương lai đầy ải nhân gian. Ai chưa ăn, ai chưa qua, chưa phải là đi bắt cá, đi bắt cá chạy. Đây là trồng thanh long. Up.